À, giỏi quá ta. Ừ. Nó thì con phải để vô, tự để vô cô giáo dạy sao? Ủa mẹ đâu có đi theo vô lớp dạy đâu. Rồi. Ê không, sao mà chọt hai chân vô ống được. Ờ đó. Đúng rồi, giỏi quá ta. Rồi nó lọt vô một ống rồi kìa mẹ. Ừ. 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 Đúng rồi, thì cái ống còn lại là bên đây, cái chân bên đây, đúng rồi. Đúng rồi, chứ sao phải xa. Thì một chân một ống, đúng rồi. Ừ. Thì đó, còn cái chân bên đây là một ống bên đây, đúng rồi. Đồ, bravo, giỏi quá ta. Rồi, đã coi. Ừ, đi học có mấy ngày mà được làm nhiều việc quá, giỏi quá, cảm ơn con. Ừ. Không, con tự kéo cái kia lên, con kéo cái ống quần lên lại lên à. Rồi sao? Kìa, hai cái nút gài lại. Ờ, kéo bên đây qua bên kia. Ừ. Ờ, kéo kéo bên kia qua. Sao? Nè, mày chỉ con nè. Ha, như vậy xong mày nè, nhìn nha, nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống. Rồi sao? Kéo cái này lên. Rồi. Nè, kéo lên mày, dạy kéo lên ha. Ok. Ok. Rồi, bật qua. Đây, đây mày giúp cái đó đâu. Ừ. Nè. Nè, mày giúp con ngay đây ha. Rồi. Nè 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 nè, con nhìn cái nút ở đây nè. Nhìn cái này qua. Đây đây. Nè. Cái này con đinh qua bên đây, con nhìn cái đó đi. Em mày giúp con này. À kéo 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 sân tri lên, kéo sân tri lên. Nè, kéo cái này lên, kéo cái này lên trước. Kéo này lên trước. Quay, kéo lên đi. Nè, đi qua kéo lên. À, mày giúp nha. Nè. Nè nè nè, gỡ gạc nè. Nè. Ok, xếp okay. Trước. Nè, mày con làm đi, con tự con làm trước sân nha. Ê, ở lớp phải tư mới thép dạy con là con tự làm nè. Nè. Kéo qua. Con đẩy cái này vô. Con kéo cái này qua. Con kéo cái này qua. Nè, con cầm ở đây nè. Nghe đây. Rồi. Rồi con cầm ngay đây. Nè. Nè. La. Xe tú. Ừ, biết rồi, con tự làm mẹ coi cái. Nè. Nè. Nè nè, con cầm đi, vừa được mà, con làm được mà. Cái gì á, dày nè, thấy không, dày đó, nó dễ mà, con cầm đi nè. Nè mẹ, mày giúp con nè, con cầm làm vô đi. À. Trời ơi nè, rồi con kép cái sân kia nè. Trời ơi.
Hay nó mặc được cái quần mà mệt ghê luôn, mất mấy phút đồng hồ đó. Con đã xong rồi phải không? Giỏi quá. Ừ? Áo. Nồ. Áo. Con đâu biết mặc đâu. Nó mệt đi. Giúp mẹ để cọng tóc này vô bu ben. Mày. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Dạ đi bỏ rác giỏi lắm. Cảm ơn con nhiều nha. Để xin con trai. Tại giờ ngồi đợi bác sĩ đi vô bắt đầu mới cho về, mình mới được về. Nó hết bệnh cái nó vui vẻ. Nó còn ho ho. Rồi mang đi. Không đúng. Vậy đâu có chô cái chân được đâu, con phải dâng cái kia lên. Con phải tháo cái kia ra. No. Lúc nào cũng nghịch ngờ. No. Ở cái kia không gài, không cài giống cái kia cho dễ hơn. Yeah. Tháo ra rồi gài cho dễ hơn. Yeah. Để vậy để vô nó hơi bị khó. Không, đúng rồi, con làm đúng rồi. Ừ. Số 40, 40. Ôi ông ơi mệt quá, ông cứ nghịch ngợm quá. Ông cứ làm sao ông làm. Ừ, ta tháo ra cho dễ mang không? Giờ mình chuẩn bị về. Dọn dẹp sơ sơ. Ok mẹ xin trai. Giỏi quá luôn, đúng luôn á. Cảm ơn con nhiều nha. Cho mặc áo măng tô vô nữa. Ừ, hôm nay trời lạnh. Đúng rồi, con mặc đúng rồi. Nãy đúng rồi. Ờ, đút tay vô đó đúng rồi. Bây giờ nó mới ngược nè, hồi nãy đúng rồi. Giờ sai rồi, hồi nãy đúng á, hồi nãy đúng á. Trời ơi, đây mày chỉ lại cho nè. Nè. Nè, hồi nãy cái này mới đúng nè. Mặc đi, bên đây nè. Nó đứng đứng nè, ở đây, mặc áo vô nè, cái tay ngay đây. Đúng rồi, cái tay ngay đây. Đúng rồi. Nè. Nè, liếm đi, đừng có say nữa. Ui, đúng rồi. Rồi xong sao? Biết gà sân tre không? Người thấy có dạy chưa? Rồi anh ơi, trời ơi, thấy anh làm là biết trật lắc rồi, trớt quá rồi. Thôi nấu gì? Trớt quá rồi anh ơi. Trật rồi. Hả? Ở quay, 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 quay chỗ nào, quay chỗ nào. Ngồi để mẹ giúp cho. Ngày ơi qua tạm biệt số 14 không ta? Đây là số 14, giờ mẹ mặc đồ chuẩn bị đi ha. Con trai hết bệnh rồi, vui vẻ quá mẹ ơi. Đi gặp chị Ophelia rồi mẹ ơi. Trang hành lý của mình nè, chuẩn bị go. Đó. À, Lenny nè, cầm cho mẹ bịch thuốc nha. Ok. Đây, rồi. Giờ mẹ phải nhấc lên người. Cái này mình phải mang người. Máy móc cầm theo làm phim nè.
Ok, bye bye nha, không có vô đây nữa nha, không có thích vô chỗ này nữa nha, mệt lắm ha. Ok. Rồi. Rồi. Ừ. Mình chia sẻ một chút về bệnh viện như thế nào của Pháp. Nói chung chẳng ai thích vô đây hết, nhưng mà con mình nó có bệnh đó. Cảm ơn mọi người đã xem. Đây là xung quanh, ở dưới cái tầng dưới hạt cơi. Giờ mình đi ra. Đó, lên đi, đi đi con. Đi, đi đâu mà? Đi, đi trước mẹ. Đó, cầm bịch thuốc của nó. Giờ mình cầm không có, cầm hai tay luôn, không có chỗ để quay luôn. Đây. Ok, đi. Thì con bước tới là người ta mở ra. Ôi trời lạnh quá. Nó nhớ ukulele đi, nó kêu ukulele luôn. Ở nhà gây lộn rồi chứ. Tới chừng đi nhớ nhau. Hồi nãy mình ở bên cái tòa nhà bên này nè. Nãy giờ 12 mấy rồi. Giờ mình quay cái nhà cũ ngày xưa của mình ở là cái nhà này, ngay cái chợ luôn. Ở gần. Giờ đang đứng đợi đón thằng trai về luôn. Nó còn trẻ mà nó còn lười hơn mình nữa. Hôm nay chúc chị xong đi ăn cho bác. Giờ trễ quá. Sao? Rồi, con gái cầm cho bác. Ok. Đi, ba ba đâu? Đi. Hai chiếc xe đẹp quá. Bác ba ba. Đi. Un milliard. Hôm nay cảnh đẹp quá. Hôm nay trời hơi lạnh. Gái yêu của mẹ, trời hơi lạnh. Gái nhớ lên đi rồi tối khuya nó kêu con, nó nhớ con. Thế con.
Hi, salam. Không, để đợi người ta qua. Rồi phải chia nơi đây mình làm tiết trời xe rua nè, cái cạc để ở lại vậy đó. Thương không? Ba biết sao ba? Quay phim sao mà? Nói chung cuộc sống mà phải không các bạn, lúc vui lúc buồn, có thăng có trầm. Trong cuộc sống thì ai cũng phải trải qua những điều đó, thì mình muốn gửi đến với tất cả mọi người, tại sao mình không có gửi cái lúc mình buồn hoặc là lo lắng cho con, mà mình đợi cái lúc mà con xuất viện và mọi thứ đều vào đâu vào đấy rồi. Nói chung là cuộc sống thì mình phải chấp nhận nó, mà mình phải đi qua và cố gắng vượt qua. Nên mình muốn kể lại phía sau đó thì mình làm gì thì mình cũng phải trở lại một cuộc sống bình thường. Mình hết lo lắng khi no, khi con mình nó không còn bệnh nữa. Nhưng mà về nhà thì mình vẫn phải chăm sóc về thuốc, nên thành ra nó chưa đi học lại được. Thì mình cũng muốn nói với mọi người, một đứa trẻ không phải chỉ có mẹ thôi, và tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với nó để mà nó trở thành một người tốt hơn về tất cả mọi thứ, như cách mang giày, một quần áo đôi khi mình nói nó không nghe mà cô giáo nói nó nghe thì nó sẽ làm tốt hơn, mình sẽ giúp nó làm tốt hơn nữa. Thì tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm với một đứa trẻ để hoàn thiện và tốt hơn cho nó, để cho cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Nói chung là mình làm những điều tốt nhất cho bé. Thì bởi vậy mình phải cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các cô giáo nè, mới đi học mà đã biết mang giày nè, mặc quần nè, và bây giờ đi toilet thì cũng phải tự biết xử lý luôn nha các bạn. Cô giáo dạy tới mức độ đó luôn á, ở nhà thì tự mình làm không à, nhưng mà em cũng tự làm, nhưng mà không sạch thì mình cũng phải giúp em làm cho sạch. Thì người mẹ vẫn là chủ yếu, nếu ai còn mẹ thì hãy yêu thương mẹ, vì mẹ đã làm tất cả cho con để có ngày hôm nay. Mình cũng xin cảm ơn tất cả những bà mẹ và những người cha đã yêu thương con, đã giúp con phát triển hình thành một người tốt. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ video của mình. Chúc tất cả mọi người bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.